Rồi, chào mừng các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Đảng Tín Audio. Thì hôm qua giới thiệu có về một lô mix BLIB UF393. Thì đây em là lô mix em thanh lý được phòng hát ở bên kia. Đây, tiếp tục em vẫn đi thanh lý phòng hát. Thực sự là năm nay em bán ra quá những dòng mix thực sự giá rất là rẻ và phải chăng để bác chơi. Đối với bác nào mà chưa có đủ điều kiện mà muốn chơi hàng mix bãi mà chất lượng một chút. Thì đây là những lô mix còn rất đẹp, đẹp đến 95%. Gần như là họ chưa sử dụng chỉ 1-2 lần thôi. Đẹp đến 95% dòng BLIB. Khi bật lên đèn nó sẽ sáng này. Tất cả còn rất đẹp nhá. Đấy, và giá sẽ rất là rẻ để phục vụ các bác thôi, để các bác chơi. Đấy, bên em tiêu chí vẫn là giá sao hợp lý nhất để các bác chơi. Đây, các bác nhìn mặt phay rất đẹp nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Ở đây đằng sau nó này. À đây, trên này nó có đầy đủ còn nguyên tem nhá, vì nó hàng nó về còn rất đẹp. Đây. Đấy, logo BLIB này. Còn nguyên đầy đủ cả tem này. Đấy, nó rất là đẹp. Thế đằng sau của bộ mic này. Đằng sau nó sẽ có nguồn này, jack 6 ly và đây là jack 2 vết jack calon này. Đấy, được chưa? Hai anten rời. Thì tất cả cái lô mic này nó đẹp đến 95% cho bác xem qua tay và sẽ báo giá cực kỳ tốt của bác chơi nhá. Tay thì chắc không chê điểm gì rồi, nó còn rất đẹp. Tặng đầy đủ chống lăn cho các bác nhá, cực kỳ đẹp luôn. Tay màu xám ghi rất đẹp luôn. Về em báo giá, giá lô mic này em bán cực kỳ rẻ cho các bác, chỉ 1.400.000 một bộ thôi. Chỉ 1.400.000 một bộ và tí sẽ test cái chất lượng của nó. Thực sự là em lấy được phòng hát bên kia năm nay dịch bệnh Trung Quốc nó rất là phức tạp, gần như là bên Trung Quốc mở phòng hát ra là phá sản hết, nên em lấy được những bộ này giá cực kỳ hợp lý. Và mic đã vào phòng hát có yên tâm chất lượng nhá. Tí sẽ test cái chất âm. Có yên tâm về chất lượng, được chưa? Giá chỉ 1.400.000 một bộ này thôi, chỉ 1.400.000 một bộ em bao ship. Thực sự bác nào chưa đủ điều kiện mà chơi dòng mic cao cấp 2-3 triệu thì lên một sự lựa chọn quá khá là hợp lý. 1.400.000 bộ mic này em sẽ bao ship tặng đầy đủ dây giáp kiện quá, chống năn này quá, không thiếu cái gì. Giá cực kỳ tốt rồi, có theo dõi kênh Đặng Tín Audio Simonai nhé. Hay để bên Đặng Tín Audio Simonai và bác nào chưa đăng ký kênh màu đỏ, nhớ đăng ký kênh màu đỏ giúp cho em nhé. Đây, tay mic đây. Quá là đẹp luôn, tay màu xám ghi. 1.400.000 bộ, em bao ship cho bác. Tặng đầy đủ chống lăn cho bác nhá. Bác nhìn này, còn rất đẹp nhá. Bác nhìn những bộ mic nó còn quá đẹp luôn. Đấy, 1.400.000 bộ, bác nhìn là cái giá nó hợp lý đến như thế nào rồi. Đấy, giá cực kỳ hợp lý để bác chơi. Nhanh tay nhá, có nào mà chậm chân là hết nhá. Không có hàng đâu nhá. Thực sự là không nhanh tay là không có hàng đâu. BLIB UF393 nhá. Đấy, dòng mic 393, 1.400.000 bộ. Em bao ship quá và sẽ test luôn cái setup. Sẽ alo thử luôn cái tiếng mic cho bác nghe nhá. Em sẽ alo luôn cái tiếng mic để bác nghe cái chất âm của dòng BLIB này nhá. Đấy, chỉ có giá là 1.400.000 bộ thôi. 1.400.000 bộ em bao ship tận nơi nhá. Được chưa? 6 7 8 9 7 2. Đến nếu chiều nay nữ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mây cồi mai xa và mùa xuân quên mặc áo mới. Bên sông từng giọt lặng vàng chợt mưa hương. 2 2 6 7 8 9 10. Thực sự là chất âm rất là hay. Chỉ 1.400.000 bộ thôi nhá. Em bao ship
1.400.000 bộ mic này em bao ship tặng đầy đủ giáp vị các bác. Mọi chi tiết mua hàng liên hệ cho con số điện thoại 0916 957808 nhá. Xin chào quá nhá, hẹn lúc tiếp theo.